Luôn em chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Tại đây ngày thứ 24 anh em ạ. Thì tập này có lẽ mục tiêu của mình sẽ là đánh bại cái băng đảng Rider Hook này hơn anh em ạ. Băng đảng này tập trước thì mình thấy tụi nó hơi mạnh, hơi rén xíu. Ok, thì hiện tại đang có 490 vàng. Ở đây mình thấy có một con rồi theo hệ đấu sĩ đó mà. Có lẽ mình sẽ thuê nó luôn. Đây theo hệ đấu sĩ mà còn có chiêu khiêu khích nữa. Có lẽ thuê nó để nó thêm một tăng nữa, tăng phụ quan. Ok. Đây thì bro Minh Phương xin tên. Đây Minh Phương luôn. Đó, Minh Phương. Quả này thì có lẽ là mình sẽ rèn một xíu vũ khí cho Minh Phương. Tại vì mới cho Minh Phương không có đồ. Đây Minh Phương có nâng theo 3 chiêu nữa mà. 3 chiêu đầu tiên, chiêu Vanguard thì chiêu này lướt qua tụi nó. Sẽ là gây làm chậm tụi nó. Điều đam bằng xì chen. Cái này là điều 5 đam cho mấy thằng xung quanh và gây độc. Cái này là cũng mặc giáp tầm trung luôn, cái này mặc giáp nặng nè. Cái này gây xíu, gây hù trong 3 round. Thì mình có lẽ mình sẽ nâng chiêu này. Đấy, nâng chiêu này thì có thể mặc được giáp nặng nè mọi. Ok, tiếp theo thì nâng cái dual này thôi. Để vô trạng thái giao tranh thì cộng thêm một mana. Đây thì cứ nâng full máu rồi. Tăng thôi. Ok. Thì nâng thêm cái wheel war cũng được. Tăng 4 máu. Nâng thêm cái wheel war đi. Lỡ mà có biến thì vẫn còn có thể sống được thêm một lần nữa. Đấy, 15 điểm wheel war cho Minh Phương. Ok, tiếp theo có lẽ mình sẽ rèn một xíu vũ khí cho Minh Phương nữa mà. Tiên thì cứ chế đồ chứ đã. Hồi quả trước mình đã chế đồ rồi. Ok, mình sẽ vô rèn, mình rèn một xíu vũ khí. Xem Yuchi à. Giờ chắc cho Yuchi làm hở gàng luôn đi. Giờ Yuchi cấp hở rèn cũng cao rồi, cho Minh Phương chuyển qua người đập đá đi. Ok, Yuchi sẽ rèn một xíu vũ khí cho Minh Phương ở đây. Có lẽ mình sẽ rèn mấy cái món mà chưa có này. Rèn cái này thì nó sẽ cho có thêm công thức cho mình. Ở đây nó hiện cái này là có thêm công thức nha anh em. Đây thì giờ Minh Phương mặc giáp nặng. Đầu tiên nhá, có lẽ rèn cái này đi. Rèn cái này tốn 5 sắt à. Cái này cộng thêm 1% điểm phòng thủ cho mỗi cái layer apply gel more. Không biết cái này nó là gì, gel apply. Thử rèn coi. Chắc là mấy cái cường quá gì đó. Lũng. Ôi da, tôi canh mà nó không được. Cái cuối. Ok, cũng ok rồi. Một cái mũ này. Áo giáp thì chỉ nâng áo giáp này thôi. Áo giáp này không mở công thức nha anh em. Nó chỉ tăng thêm cái điểm hiểu biết thôi, có lẽ khỏi. Ok. Cái khiên. Thêm một cái khiên. Thêm một cái khiên với cái vũ khí đánh gần là được. Mà khoan để xem nãy nó mở công thức gì. Chắc là áo giáp xịn hơn thôi. À đây, chắc cái này quá. Là áo giáp ma. Thì sẽ cần vài cái nguyên liệu đúng không ạ. Đây, mấy cái nguyên liệu của bọn ma. Thì giết bọn ma sẽ có cái tấm da này. Cái này được cái mấy cái chiêu nhìn cũng hơi ghê đấy. Từ từ đi, chưa phải lúc này. Hình như là nãy nâng cái này là tiếp theo cái này hay gì á. Áo giáp này. Học này luôn đi. Nãy là mình chế một cái mũ đúng không. Cái này chế thêm cái áo giáp. Đây học được mấy áo giáp này, áo giáp nặng nè. Không đủ sắt, đang thiếu sắt ở đây. Trừ 2 di chuyển. 10 với 15. Cộng 2 di chuyển. Chế giáp rồi đi. Ok. 8 sắt. Khiên cũng cần sắt không? Khiên cũng cần sắt luôn. Khiên cần 2 sắt. Giáp này cần nhiều, 8 sắt vừa đủ luôn em mà. Giờ không có vũ khí, khỏi vũ khí cũng được. Tăng mà. Ok, tập trung. Ồ, hoàn hảo, ngon lành. 12, 18 giáp. Thêm cái khiên nữa. Ủa, thiếu luôn à. Thôi, cầm cái khiên này đỡ chứ cũng được. Ok, thì chỉ có giáp thôi. Đây, đây. Bán bớt đồ đi. Nhìn nó nhiều đồ quá, nhìn nè. Nó bừa bộn quá này mà. Feel free to come back often. Mấy này đồ thì mình làm luôn cái vụ giết thú rồi luôn. Bán cái giáp này. Cái thương này vẫn đang đợi một thằng thương thủ. Từ từ. Cơ đồ ăn chủ được một ngày. Vô mua thêm một ít muối đi. Muối mua luôn lúa đi. Lúa mì đi.
Rồi. Cho quan nấu rồi ăn. 4. Con này có lẽ mình sẽ đi qua luôn cái khu khu gì? Khu nhà tù nữa mà, để mua thêm vài cái cọng số 8 để lập nghiệp. Chuyển qua bả trước làm ăn chợ không bị mấy người kia nó bắt rồi, bả này mình chuyển qua làm thợ săn tiền thưởng. Thợ săn mấy người cướp. Cơ nhận mấy nhiệm vụ đi. Thủy cho nó ra nhiệm vụ mới nào. Đi qua phía tay. Ok. Trước khi làm nhiệm vụ đó có lẽ tôi sẽ ghé qua nhà tù trước nữa mà. Ghé qua nhà tù. Của mình là lấy thêm mấy cái cọng số 8 này nâng này đi. Mình nâng cái chạy nhanh đi. Ok. Gù. Cọng số 8 sẵn với đi vô cái khu mỏ đào miếng sắt luôn. Thiếu sắt quá. Đang thiếu đồ ăn đây. Hồ, mình vừa mới vô có giáp xịn nè. Đổi mũ đi cũng căng ấy, 5 giáp, 10 giáp không? Thì là tăng cái gì? À cái này tăng chí mạng rồi, ok, cái mũ vô chi đúng rồi. Mình phương chuyển qua người câu cá đi. Hiệu cá chưa có à? Phóng vô đây. Đi qua mé này. Game này nó hay bị lỗi cái chỗ mà mấy cái mé không đi qua được. Cơ cho Minh Phương, giờ Minh Phương thế cho Du Chi vua mọi loài người. Câu miếng cá anh em ơi. Cần mồi câu ở đây, cần lưỡi câu chứ. Có ba con cá ở đây. Giờ thiếu lương thực trầm trọng rồi, mình phải tận dụng bất cứ những gì mình thấy thôi. Ủa, này không đủ sắt luôn, thiếu sắt trầm trọng luôn ấy chứ. Cơ. Vô. Câu cá chưa? Này là mình giữ cho nó chín giữa rồi, cứ nhấp chuột giữ chín giữa rồi. Ê, fail à. Phải. Ừ, bóng không kịp luôn. Đờ quá. Có bóng lúc nào mà giống chuột ta? À đè đè chứ không phải nhấp anh ơi, lộn xíu. Đè đè đè. Lỡ tôi. Hi da fail. À một cái xài hoài được luôn à. Đè với mày nhấp. Hèn gì. Mình nhấp thì nó lại không lại. Rồi. Tiếp. Ồ tính ra một cái lưỡi câu vậy mình xài hoài được luôn á. Nếu mình rồ. Tại nãy đi nhấp. Ngáo xíu đây mà. Rồi đè nha anh em. Câu được vài con cá cũng ổng áp đấy. Đây có gì không? Đây không có gì hết. Đây vô mua mấy cái gì anh em à. Mấy cái cộng số 8 để lập nghiệp, làm họ săn tiền thưởng. Còn mấy con cá vô cái cũng thêm đóng lương thực. Gì vậy? Nào lúc này rồi. Ui. Từ từ. Tụi mày đã sang mấy ăn là hàng test đầu tiên. Đứng đợi tao đi, đợi tao đó. Ha ha ha. Mấy thằng này làm cướp mà đứng trước nhà tù, tụi mày chọn cái chết. Mua luôn đóng cho thần đi. Thì mình có thể gọi là thuê mấy thằng tù binh này luôn nha anh em. Này là ai đây? Cầm cung à? Không cần. Có một cung rồi. Thế này cầm thương nè. Thuê mày nhiêu tiền nha? 168 vàng đúng không? Trả lương 25 vàng. Và trả lương còn mắc hơn hả mấy. Mấy anh đợi tôi nữa. Thét lương, làm tù binh thét lương dữ. Vô săn mấy anh cướp à. Dí rau nè. Vô đồ. Hồi đông á. Đông quá anh em. Vô đây. Ừ vô đây. Ê chích bà mệt cái khúc này nữa. Ồ nó good bro à. Nó sẽ lại mệt cái khúc này. Hay đâu. Ồ, 3% bị phục kích nha. Trời ổn ổn, mọi thứ ổn. Tụi đâu? Đừng quay lưng lại nha mấy ba. Rồi, lụm. Làm bớt luôn, vô. Bắt 3 thằng kiếm tiền nào. Hình như bình thường là mình bắt được 3 thằng, nhưng mà mình sẽ bắt được 3 thằng. Vô giết ba thằng đi rồi bắt ba thằng.
nó có 6 thằng, mình cũng có 6 thằng. Ok. Thủ lĩnh à. Thủ lĩnh gì? Ổn quá. À chỉ có con dành này thôi. Cái này season này này dịch đúng là dày dặn kinh nghiệm anh em. Mấy anh dày dặn kinh nghiệm tinh nhuệ đấy. Thì cho quan vô bắt bắt này đi. Ồ, dì dặn của mày cầm cung á. Hỡi là mày cút. Ủa, nếu mà nó cầm cung thì cho Minh Phương vô kèm nó không được. Mà thằng này hình như là bắt nó không được. Đúng rồi, bắt nó rồi, giờ phải giết nó thôi. Minh Phương vô quan đi, quan vô kèm này. Minh Phương vô kèm thằng cầm dao này. Dù chi vô kèm thằng đu. Thằng Scarlet. Thằng đấm bóc này. Duy diễn đây đi. Duy vô bắt ngầm cung rồi đi. Thằng rìu này sao? Đồ quanh với Mariki giữ im chợ thôi. Đồ quanh đứng đây đi. Để cho quan vô. Vấn đề là hai này đúng không? Tưởng ngầm cung này. Cung này cho đồ quanh vô bắt cũng được. Đồ quanh phải chạy một vòng hỗ trợ từ nha. Vấn đề tem nó sẽ có hang này mạnh nè, hang này mạnh. Mang sát khủ rồi giết nhanh thôi. Bình Phương vô trước đi. Bình Phương rồi, nó đi. Cơ vô chi tăng này đi. Rồi, tem nó xếp khó chịu ra. Không bắt được luôn à. Có mình quang đi vô à, đứng đây đi. Đứng đây bắt được nè, vô. Bình Phương kèm này tới chết. Cơ xíu đó, hồi khỏi xíu đi. Nó đấm mà. Đấm đâu có đam đâu. Đấm vô vị trí của Minh Phương năm đam. Như gãi. Người tiếp theo. Thằng cầm cung. Thằng cầm cung hả? Thằng cầm cung có lẽ mình sẽ bắt nó giết mấy thằng Thôi thằng cầm cung giết trước đi. Bắt mấy này đi. Cơ quang vô đây. Quang vô đây cho nó quang quang cưng 4 luôn cũng được. Rồi. Ok. Bắn hai hàm cầm cung. Xong tiếp theo thì có lẽ là bắn này đi nó khỏi dí vô rồi quanh với lại Mariki nhờ. Khoan để tới lên tên nó đã. Yuchi. Yuchi vô bắt này đi. Ném cái rìu này là à dead chọi mới đau. Phải có điểm gọi là không hào vũ khí đấy. Hèn tên. Cơ mình bắt được gần. Ồ nó đâm cái chi nửa cái giáp luôn. Chi gì vậy thôi chứ cũng không trâu lắm anh em à. Tiếp theo là sát thủ của tem nó. Dì vô trước đi. Quả này không biết là chém. Hình như là chém dính luôn cả Minh Phương này vậy. Vô giết này trước cũng được. Cút. Ok một thằng. Trên đây. Rồi. Ồ nó ừ đâm vô quen. Trụ đâm hơi đau. Rồi sao nữa. Chạy qua quăng dao vô vị trí của Minh Phương. Cứ đoán. Người tiếp theo. Thằng này à. Mày chắc đau chạy vô đấm quen luôn rồi. Nhìn mà tới được Mariki. Lộn quàng này luôn đi. Chí mạng luôn, có khi lừa ma đi kia bắn chết luôn á. Tại vì có chí mạng mà. Cô. Easy game cho Mariki. Người tiếp theo. Một tên là một thằng chém hai luôn trong. Chém vô vị trí của Duy. Ok nó mặc uống gì ở đây. Vô giải tán đám đông cái. Vô lòng ngoại giải tán đám đông cái. Giải tán đám đông. Một chém. Ồ lụm vô. Tiếp. Từ qua ám sát này bắt băng này. Rồi xong. Xong nhiệm vụ. Ám sát à. Ám sát không phải là. Ám sát không phải là nghề của đồ quanh lắm nha. Đi qua đây. Ồ đứng im đây cũng được. Làm sao để giết cái thằng này nhanh ta, phải bắt được thì bắt lần ba thằng luôn ngon. Chuyển Minh Phương qua đi. Giết này. Mấy người này tăng đi rồi ok.
À, đi trước à. Lộn. Nhẹ thôi. Rồi. Ừ, phản lại. Đó, 14 máu rồi, chắc bắt được rồi. Tiếp theo lần này à. Này cho Di qua giết nó đi. Không được. Mariki. Lộn. Phải giết thủ lĩnh. Cô trời nó hốn. Mà buông nó ra luôn rồi. Trời ơi. Làm vậy nó bắn được chứ, đang đánh nhau ngon. Ý da, bắn vô bò luôn, tỉnh quá vậy ta. Đỉnh quá vậy ta. Đồ quanh giết này được luôn rồi. Này để Minh Phương bắt nó đi. Rồi. Lộn. Xíu luôn. Ok. Tiền vô, tiền vô. Chọc nhẹ nó cái. Con chạy qua bắt này đi. Khoan tới này đi đã, để Duy Chi bắt này cái đã. Bật cái này lên lấy cái chiến mạng nè. Lộn không chết được. Chém 2 thì sao? 28 máu không? Được chiến mạng nha. Ừ rồi. Xong. Tiền về, tiền về. Chém vô vị trí của Duy Chi. Và nó làm vậy làm sao? Làm sao bắt được nó ở đây? Chạy qua chém chết này đi. Cút. Lũng. Xong. Bắt nó xong. Ờ, ở đây có chiêu khiêu khích mà. Từ để chọn nó thằng này cái. Bắt nó xong qua khiêu khích này. Cười. Xong rồi đấy. Lụm vô, lụm vô. Enter. Bắt này trước. Xong tới này. Lợi nhiêu? 69% trên 50 lợi cao. Một lụm. Một thằng. Đồ anh được tăng như luôn rồi. Đồ anh được tăng cái Willpower tăng 2. Khi mà có một thằng tù binh ở trong cái này không ngon lắm. Qua đây sao? Họ bắt một thằng rồi, không bắt được thằng thứ hai. Ok. Bắt này xong. Cho quang qua khiêu khích thằng kia là lụm được rồi. 60%. Lụm vô. Xa trên 50 là cao hết. Ok, là được tên tăng một cái máy gọi là tâm lý nữa. Khiêu khích này phải cho nó vô trạng thái giao tranh mới bắn được. Rồi. Tiền giờ anh em ơi. Chi. Hô. Hụt quá. Á đủ. Á đủ. 83% hụt. Hụt thì để Mariki. Nhẹ nhàng tình cảm. Lụm vô, lụm vô. Ki. Không dám từ từ đi đem về thị trấn sửa cũng được. Đấy, ngon ngon ngon. Gồm vô. Này thì kiếm chuyện với tụi tao này. Vô tàu luôn, gần luôn. Ship nhẹ vô tàu luôn. Bình như bọn này hơi tốn một xíu. Bọn này nó không có skill ngon. Rồi. Đây ngồi sám hối đi, vốn của mình bỏ ra chỉ có 60 vàng thôi, mình gom lại được 150, 215 vàng. Phải không? 225 vàng. Rồi. Tiền về, tiền về ngon. Okay. Tiền về, tiền về. Như là làm xong nó trả, ừ nó trả còng cho mình đấy mà. Ừ chứ vậy thôi. Vốn chứ 3 cái còng. Gom 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 gom. Này là gì vậy? Spinal Wood. Này cũng chưa biết là để nghiên cứu cái barber kit này là để cắt tóc à. Chắc là để thay đổi hình dạng anh không à. Là gì vậy? Một đồ ăn à. Cái này là nấu một cái gì đó rồi à. Cái này là tăng khả năng gọi là knock out kẻ thù lên 15%. À chắc là một cái đai lưng gì đó.
hoặc là một trái bơm gì đó. Công thức à? Từ đi, không sao đâu, kiểu nó vô thế là mình nhanh nhanh nó xíu cũng được. Y đây bắt mấy con cá cái, đang thiếu đồ ăn mà. Minh Phương bị hết lưỡi câu rồi. Rồi mình câu thành công, mình cũng bị mất lưỡi câu luôn à. Quả này hình như hết sắt rồi đây mà. Quả này đi ghé qua cái mỏ cái, cơi ghé qua cái mỏ cái. Ghé qua cái mỏ, cái giáp này level 4. Level 4 mới mặc được. Giáp này của Minh Phương luôn nè. Rồi xong, đi qua đây đập miếng sắt. Ồ giờ sửa giáp là đẹp rồi. Giờ sửa giáp này mình nâng thêm cái này đi để đỡ tốn. Này tốn 2 điểm đúng không ạ? Nâng thêm cái này giờ giáp mình cũng nhiều rồi đúng không ạ? Nâng cái đó thì giờ sẽ đỡ tốn tài nguyên thô để sửa giáp hơn. Đập vô Minh Phương. Ok, mình còn hai cái nghề nữa là nghề ca sĩ với lại nghề ca sĩ với lại nghề khảo cổ. Sắt này được qua đánh chiếm lại cái khu mỏ bên kia luôn. Cần mấy khu mỏ để sắt quá, kiếm sắt. Lũng ok, còn gì nữa không? Hai khu vậy thôi à? Rồi cũng khá khá đấy. Giờ sửa giáp, sửa giáp xong đánh qua bên phía tây, đánh qua bên phía tây kiếm thêm miếng tiền. 455 vàng quả sao trả lương à? Còn 300 mấy vàng, từ mới dám thuê thêm người đó anh em ạ. Tiền ít quá, kiếm tầm 1000 vàng mới dám thuê thêm người. Mỗi lần thêm người là phải vũ khí đó, giáp lum la tùm lum thun biết hứ vô. Ủa giáp này 19 giáp luôn à, kinh khủng vậy. Giáp này 24 giáp. Giáp này đồ anh đi, bán giáp này đi. Ok, này chắc mua thêm kim loại thô quá, tài nguyên thô quá. I can also repair your armor. Oh, a few dents here. Đi giữa đường còn có cái đồ để sửa giáp. There, good as new. Bán này luôn đi, ok. Giáp này đỡ lại đúng không? Rèn thêm cái khiên cho Minh Phương đi. Khiên cũng hơi bị khó kiếm đấy. Thường chỉ lụm được mấy đồ của bọn cướp dao rồi. Lên khiên. Ok, ba gõ một sao à. Cái này cũng thấy hên xui quá, lúc ba gõ hai sao, lúc ba gõ có sao à. Đấy, lên thêm cái khiên nữa. Tuyệt vời liền. Được, làm luôn cái chì đi. Chì luôn đi. Hoặc là làm thêm vài con dao phóng. Dao phóng cũng gần hết rồi. Hoặc làm dao phóng đi. Không cần đam đâu. 3. Rồi. Bán nhau cái khiên ghẻ nè. You can use my anvil. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a skill. Rồi. Xem có chế được mấy con máu không? Không chế được mấy con máu à? Máu giảm giá vậy? My concoctions can heal the most grievous injuries. Mua hết thì nó tốn tới 190. Cái mua máu là cái thốn nhất luôn á. Cái mua máu là thốn nhất luôn á. Ok, thì chuyện tiếp thôi. Mình đang có nhiều dây thần. Quả này có lẽ được thì xây thêm cái lều nữa đúng không? Xây thêm cái lều để tăng thêm mức độ mana tối thiểu của mình. Mình không đủ luôn, thiếu da với lại sắt. Da lại tiếp tục thiếu sắt rồi. Đây đi theo cái dấu này sẵn săn bọn thú luôn, làm vụ săn thú đi. Như rồi đi chung đường ở đây luôn hay gì á. Mà lại tiếp tục mệt à. Trả lương luôn nè.
là hái nghèo. Vừa bắt bọn kia xong vẫn hái nghèo. Chỉ trụ được cho vào một ngày, làm nhiệm vụ sang Odin chờ 80% luôn à. Ghê à. Vụ gì? Xích sai nó này ra xíu. Vì 80% ghê à. Kinh vậy à. Hình như là đứng trên dũng máu của bọn sói này chắc phục kích cao. Cơ thấp lại nè. Xong. Hồi đúng luôn, 30% của mình nó dí. Cái này là con siêu ca là cái nhiệm vụ thú luôn anh em à. Nó tới dí mình luôn à. Mình đi âm bớt rồi. Mình đi phục kích rồi. À đồ 30% chạy đâu. Đây, mình bị phục kích mình nhận 20% đâu. Mình chắc dí mấy con sói này cũng dễ mà. Được cái là nó có con sói này. Sói lớn, sói kinh hơn alpha. Mà con này không bắt được. Con này là siêu Shikamaru à. Này có gì đây? Tăng đép. Đòn đánh tiếp theo à rồi. Né, đòn đánh tiếp theo giảm 70% đam. Cái chiêu giống chiêu khiên thôi. Mà bên sói thì nó đổi thành chiêu khác nhìn cho nó ngầu. Này cắn gây sức huyết. Không có giáp thì gây sức huyết. Bài đàn à. Mỗi lần mà unit này and tên của nó với một bị thương rồi nó, nếu mà đang bị thương thì nó sẽ cộng thêm 2 rare. Kinh dị vậy. Cắn 21 26, 81 máu à. 81 máu thì di cho nó một gạt nó đi rồi. Vụ mình quả này sẽ bắt con alpha quang vô tăng con này đi chứ. Quang tăng mới nổ con này chứ ai mà tăng nổ con này. Vô chi vô tăng con alpha rồi. Bình phương giờ cũng châu ác lắm chứ. Cũng châu gần ngang ngửa quang rồi đó. Ok vô chi vô tăng alpha. Mấy người này vô lụm dễ luôn á. Qua đây. Đứng đây coi vô gạt cổ này được không. Không được. Bình phương đứng đây đi. Này không đánh vô được cái này nè. Không bọc qua sau lưng được ha. Quang điên này. Đánh vô đây không bọc qua sau lưng được. Khó à, được rồi nè. Rồi bới vô đây bọc vào sau lưng chém nó. Yuchi đứng đây kêu hít con này. Rồi ok. Yuchi vô trước. Giờ Yuchi cân ba lần ba này luôn á. Hơi nguy nha. Hơi nguy đó. Một lụm chỉ chém nhẹ nhẹ thôi bắt nó. Đóng vô Yuchi 10 đam. Hú lên. Tăng giáp 2 rare. Alpha này cấp mấy rồi? Cấp 5 luôn à. Ngon. Có chiêu gì không? À có chiêu né luôn. Được. Nhưng mà con này mình không điều khiển nó được. Không, mình bắt nó về. Thường thì mấy con cấp 5 nó sẽ mở một cái chiêu ổn duyên gì đó anh em à. Con sói này nó muốn vô cắn Yuchi có lẽ là sẽ qua. Qua đây. Này đồ quanh đúng không? Qua đây tăng. Đấm này đi, đấm này cho nó cắn. Đấm này nó cắn. Mình xíu con này. Bật khiên lên cho nó cắn. Chứ mà mình đánh nó đánh mà. Mình đánh xíu nó, bật khiên nó lại lỗ. Không biết nó đánh mình nó đánh vô chi lên đúng không. Ok. Nó sẽ đánh mình. Đúng rồi, tăng phụ đi. Mấy này hình như level 5 hết rồi gì vậy. Dài cũng kinh lắm đấy. Đờ quanh. Chứ mày bằng này đúng không. Cho quang vô chơi này trước đi. Ok. Quả này vô bắt được alpha luôn rồi. Duy vô chém rồi qua gặt này là bắt được alpha luôn. Khiên đi. Rồi Mariki bắn cái hình xuôi một con sói chết đấy. Không mà nó bới vô được Mariki là bổ mồm rồi chạy qua quang. Nó cắn vô quang. Hú lên. Tiếp theo là con này. Bắn nó chết luôn đi. Chí mạng là lụm. Thì giờ không chí mạng là rất nguy nha. Cút. Chạy chạy. Chạy thôi. Mấy này dí ghê đúng không. 12 ô. Chạy thôi.
Chạy qua đây. Ok. Chạy đây cản đường gì không vậy? Rồi. Giờ chơi không áo quang rồi. Sao sao quang cân bốn luôn. Quang trâu lắm. Cái này quang lo được. Gì nè. Chạy qua đây. Ôi chém được con thằng. Cút. Không đủ mana luôn à. Ý da quá này. Xui xui dính luôn à, bỏ. Ok. Đồ quanh đúng không? Ủa tới siêu siêu ca đánh thằng này. Đồ quanh vô đâm thằng. Đâm con alpha cái đi. Đâm con alpha nhẹ cái. Nhẹ thôi nha. Ủa đang. Nó đang có giáo rồi đương nhiên nhẹ rồi. Rất nhẹ. Đợi đó. Cười có mana rồi nè. Già quả này mà nãy có mana. Nãy quên canh mana cho Duy nữa. Ủa nó bút giáp rồi. Không sao Duy có thể khiều. Khiều nhẹ cái. Rồi chém chiêu kia vô. Mấy này bu vô rất đông. Già nó đi dí vô kia. Căng quá này. Từ bắt alpha trước đi. 52% hên xui. Không bắt được. Không được căng ấy. Không bắt được, rỉa nó thêm xíu nữa. Nó nắm vô chi thêm cái nữa. Mà là mình giải dây, mình giải dây sợ nó. Nó chém, vô chi chém nó chết luôn á chứ. Làm sao để nó vô lại trạng thái phản công đây. À, khỏi bắt mày luôn đi. Mày như vậy là mày chịu rồi, số phận của mày phải chịu chết rồi. Lộn. Buông ra, buông ra. Chạy thôi. Chạy qua đây đi. Ok. Thì làm sao đây ta. Đồ thì quang qua khiêu khích nó rồi có bắt nó được. Cũng đang muốn bắt nó lắm á. Mà không được rồi, bả này. Trừ khi vậy có khả năng nó quýnh vô chi lại thì cũng được luôn. Cho nó quýnh vô chi lại đi. Bả này mình vô kèm này sợ nó quýnh gì thôi. Quýnh gì là gì chết đây. Tiếp theo nó đúng không. Đấm cái này đi để gì có cắt cổ đã. Mana lên. Ok. Tên. Ừ đóng vô chi tiếp đi đúng rồi. Đóng vô chi tiếp đi. Hú lên đúng rồi, bút khiên lên, sống đi. Muốn giữ mày lắm lại lắm á, không mày giết mày luôn rồi. Lộn. Con dao như nó chết, không chết được thôi. Cút. Chạy qua đây. Đi đường nào cũng dính động à. Cơ chạy qua đi. Mấy này chắc không cần dao đâu. Đứng đó. Mà đi kỳ lên double kill nào. Mày có giá mà không có double kill rồi. Bắn vô. Cút. Cơ giết hai con này. Bắn alpha là đẹp. Chứ nuôi rồi con alpha rồi chứ nuôi thêm mấy chó nhỏ này tốn đồ ăn lắm. Ngắm vô vị trí của Duy luôn à. Rồi ai bắt con này đây. Mariki bắt được. Phá khiên của mày nè. Ok. Hồ đóng vô đây luôn à. Thắng thì thắng chắc rồi. Những đời là thời gian đâu, enter luôn đi. Thằng này đi trước vậy? Thằng này đi trước à? Mariki chạy qua bắt nó không được. Quang. Quang không chạy qua bắt nó được luôn. Nó dính độc bao nhiêu vậy? 3 đam. Thì bắn phá cho. Cho Duy chạy qua bắt nó đi. Cút. Thì chỉ có Duy chạy qua bắt nó được thôi.
Mấy người kia vô chẳng thấy giao tranh rồi cắn vô chiếc của đơ quanh. Nguy hiểm như ta. Xui đồ quanh cút thiệt á. Không đâu. Vậy yếu lắm rồi nè, 100% bắt được nè. Tiếp theo lần này á. Trời nó. Cơ quan chặt này chắc chết rồi. 100% rồi đó cút. Vô chuồng. Quan qua giết này đi. Lộn. Ok. Tiếp theo là Du Chi chạy qua đấm này. Chém 2 luôn. Giết nó đi. Chém 1 thôi. Cút. Ok. Khiêu khích. Xong. Ok xong. Lao liu đánh tao này. Bắt nhẹ anh em à. Rồi giết nhẹ chứ bắt gì bắt con kia thôi. Tạm biệt mày. Ok. Bắt được thêm một con sói level 5. Ngon. Điền vô. Mariki đã trở thành Tormentor. Kinh dị vậy. Này nên sửa đồ không ta. Sửa đồ cũng hay quay về làng. Khá là gần. Thôi sửa. Sửa đi. Giờ Quang có ý kiến gì về cuộc sống à? Từ đó đi chữa cho này là lương đi. Cảnh hết muốn làm sói rồi. Lương vẫn làm sói rồi. 8 đồ ăn à. Có chiêu né này cũng đỡ nè. Hên xui sống được đấy. Này điểm viewer giảm hơn nữa à. Chữa thương vô luôn. Ok. Quang có ý kiến gì về cuộc sống? Không chỉ bắt mấy thằng fighter hả? À, không hiểu nha. Artisan là cái gì? Ai sẽ cưới tôi? Ý là đang than đang ế đúng không? Quang đi sẽ gọi là tăng thêm cái Irate là xì chen tăng 10. Nhưng mà sẽ xích mít với một thằng nào đó. Hỏi khỏi đi có điều ra đâu mà tăng dữ vậy. Thân thiện với đồng đỏ đi. Quang đi với Mariki, Quang đi với Minh Phương. Quang đi mở thêm cái ngoại giao à. Này là gì đây? Làm bạn thân thiện tốt hơn. Thân thiện với Yuchi đi nè, để Yuchi ngồi gần hình như đang thù với Yuchi vậy. Đó, đang thù với Yuchi nè. Thân thiện là đi bình ru mà. Lương level 5 luôn. Mỗi lần mà giết một thằng sẽ hồi máu 50% máu của mình. Hoặc là mỗi lần mà hồi máu giết unit heal for 30% máu. Khi mà mỗi lần debuff, mất cái debuff đi. Mỗi lần mất debuff là sẽ hồi lại 30% máu. Này là hái này cái nào cũng ngon cả. Không thể sử dụng nếu như mà unit này đang bị gọi là trong giải hái giao tranh nè. Con này giết một thằng lại hồi lại 50% máu. Nâng này chưa đi. Giết thằng hồi 50% máu ngon đấy. Nâng tăng đi. Tăng mạnh vô. Ok. Level là 5 luôn. Tăng tiếp. Di chuyển. Rồi. Châu á 64 máu. Cũng khá thấy. Rô. Chuyển đi. Rồi. Ok. Làm vụ đi, nãy sửa giáp rồi đi qua đấm con này luôn đi. Ủa đi ngược đường à. Tính ra nãy gần nhà vậy. À vô đây mình săn mấy con ma cái. Đây nè mấy con ma trong đây nè. Ui tụi nó trốn rồi. Vô mình săn mấy con ma kiếm tài nguyên. Để gọi là chế vũ khí nè mà. Một cướp chắc trong đây quá. Vũ chính gần xong luôn nè. Ui đánh con cướp đang đánh nhau với tụi sói luôn. Vậy tao đấm bọn sói xem tao đấm tụi mày được không?
Rồi bắt thêm con alpha nữa. Alpha này level chắc level 5. Tấn công bọn sói xong tao tấn công tụi mày. Ok. Tao đang cần thịt. Chứ tấn công bọn mày xong cũng phải tấn công bọn sói. Như nhau thôi người ơi. Lương à. Nhiệm vụ của mình là đi đấm tụi nó. Sao giờ mình giúp tụi nó đấm tụi sói. Nghe ổn áp thế nhờ. Mấy anh kia đâu rồi? Sao có 3 con ở đây vậy? 9-6 luôn. Tụi mày cút ra khác đi. Bọn sói này là của tụi tao. Nhanh luôn. Bọn sói 2-6, 3-6 không? Alpha này lên bằng mấy? Alpha này cũng có chiêu né luôn à. Ok. Alpha lên bằng 5. Vô. Chiêu chi 44 máu à. Gì đứng đây? Đồ quanh. Minh Phương đi, Minh Phương vô trước đi. Vô chi vô cản anh pha lại. Hậu Quang vô cản anh pha đi. Đây. Nói chung là một áp đảo người cũng khó vậy, khó chịu nha. Kiểu mình cũng chả biết xếp quân sao. Hợp lý hơn. Minh Phương vô kèm này đi rồi, Di vô chém 2 hoặc là Di vô chém 2 trước luôn đi. Chém 2 luôn đi. Ok. Lộn. Mười bốn máu. Mình sói level 5 chém cũng đau ác rồi đó. Mình có tiếc, tem đuôi rất mạnh anh em ạ. Mariki. Cung. Lộn. Lộn, thiếu đam. Rồi đó. Rồi, đó mấy con sói này của tụi mày đó. Tao ăn bên kia được chưa? Chém 2, ôi nó gạt đau kìa. Lát nữa là mình quýnh lộn với tụi nó đó anh em à. Nó gạt đau hơn cả Duy rồi. Còn này hữu lĩnh đúng không à. Cắn sức huyết vô, bút giáp lên rồi. Giờ có giáp rồi mấy con sói cũng đỡ chết hơn nãy rồi đó. 15 máu à, 15 máu của tao. Khỏi KS. Của tao. Ok chưa? Chị qua đây lấy cái miếng mana cái. Hồi đó con nó của mày. Hồi sĩ khí tăng cao luôn. Hồi mày ăn nó đi. Hồi của mày luôn á. Vàng chủ tướng phó tướng nhìn sải. Kinh dị đấy. Vương vô đấm mày luôn đi. 6-8, 10-11. Bữa chí mạng không cho rút lui. Về với đội của tụi tao. Tao sẽ cho mày một cơ hội để báo thù hàng kia. Về với đội của tụi tao đi. Lên khiên luôn. Đỡ tốn giáp. Ok. Chi chạy qua đây. Hai khiều khiều nó nhẹ nhẹ nó. Khiều nhẹ nhẹ nó. Cắn vô. Nhẹ nhẹ thôi. Ai đâm nhẹ nhẹ được. Hồi một giáp luôn rồi. Bật giá cho Mariki bắn đi, Mariki bắn 2. Quả này bắn nhiêu đam vậy? 34-2, quả này Ron hơi ghê. Anton. Quả Ron hơi ghê. Game này nó không được tới chỗ là kiểu lát nữa mình mới để bọn sói quýnh bọn này mất máu rồi lát mình vô quýnh tụi nó cũng đầy cây. Cái đó nếu mà thực tế thì mình có thể lợi dụng chiến thuật hơn xíu. Đừng có chí mạng, hồi chí mạng của, ừ chí mạng hợp lý hơn. Chí mạng không chết là hợp lý. Mà quả nó bắn ngon rồi. Nó chết 100% luôn á. Bắn này gì làm gì. Tính qua ăn con alpha của tao à. No. Về vô trường em ơi. Vô trường, vô trường. Rồi sửa giáp cho Di luôn đi. Bị vô quen bọn kia. Giờ mình end nhiệm vụ đó là vô quen bọn kia. Sửa vô gì thôi, mấy người kia cũng mất cái miếng giáp chạy nhẹ. Mà nó bắt sửa tốn tài nguyên. Sửa đây thôi một cái nè. Ok. Mày cảnh luôn đi. Giờ có chiêu né cũng đỡ chết hơn. Kiếm thêm một con alpha nữa.
Này là chim này để búp à. À cái này là để xóa hết debuff, chứ không phải là debuff xóa mấy hồn máu. Mà không xài được trong giao tranh. Mở tốn mana của mình thôi. Giết một thằng hồn máu đi. Chen nè. Tăng nè. Cảnh điêu đam. Ok, lương tăng cảnh điêu đam, hợp lý. Thêm một điểm nữa. Cảnh 23 Chen. Lương là 17 đúng không? Cảnh cắn đau hơn. Cảnh cắn 9-11, 9-12. Vậy sao lương cắn tới 14-17 lần? À cảnh đang bị thương. Đam giảm phần nửa hàng gì. Đó, 28-23. Ok. Giờ được lương tăng cảnh cắn là được. Là đẹp. Là mạnh anh em à. Ok rồi nhờ. Thì tao mới quýnh phụ rồi nha. Anh em mình giải tán làm quà đi. Rồi vô. Trời ơi. Phục kích nó cay. Quên mất yên cha anh em à. Không phục kích luôn à. Quýnh xong vắng luôn à. Quýnh xong vắng cũng được. Mình tới 6 người 2 sói. Mày 6 người lấy gì ăn tao. Bắt 3 thằng về kiếm miếng tiền cũng ok. Giết thủ lĩnh trước. Cảm đi có người thuê đâu xử tụi mày. Chịu thôi người ơi. Này để mấy con sói vô cắn cắn cầm cung này. Nhưng mà mấy con sói đi hơi chậm nha. Còn mấy con cầm cung đi trước rồi. Quang vô giữ thằng thủ lĩnh lại đi. Quang rồi. Quang vô giữ thủ lĩnh nè. Dí tới hôm ta đang đầm lầy. Ok dí tới đây. Quang giữ thủ lĩnh. Này có đâm vô Quang luôn. Thằng này đi chung lượt luôn sẽ đâm vô Quang. Thằng nào đi trước? Thằng này đi trước à. Mariki đứng đây bắn phụ đi. Ở đây giết thằng rồi bắt thằng cầm cung này. Bắn cầm cung rồi bắt thêm hai này. Giết này là đẹp. Chi kèm này. Thằng nào trâu hơn vậy? Thằng nào mạnh hơn? Hình như là hai này nó đều mạnh ngang nhau. Sợ Yuki kèm không nổi rồi. Hồng Minh Phương kèm này đi. Bên này cảm giác nó gơ gơ nhờ. Duy đứng đây. Hồi diễn đây cũng căng. Yuki The One Mariki. Cho thêm một sói qua đây đi. Cảnh đi. Kiểu bên đây không ai phụ quan. Ủa sao mình thấy áp đảo. Sao tự nhiên mình thấy hiếu người ta. Không tính ra mình bằng người. Được cái là mình hơn hai sói rồi. Để hai sói ngu lại mất người lại toan. Cơ quan vô trước đi. Mày kia đứng đây đi. Mày kia đứng đây bắn được tùm lum trận địa luôn. Thằng này đi trước thì Minh Phương vô bắt nó. Xong gì đứng đây đi. Đứng đây chắc ám sát được. Ám sát được này à. Không được. Bọc qua sau lưng này được ok. Giết thằng này trước. Vô chi bắt này. Được đồ quanh kèm này xíu không. Hoặc là bắn gì này cho nó què luôn. 10 giờ. Ok thì cơn biến thôi. Vô. Quang. Đứng đây đi cho nó khỏi chọt ngang sườn nè. Cho nó khỏi chọt sau lưng nè. Lên khi. Rồi mà húp. Xíu nó luôn ta. Nãy nó chém thêm nhiêu đam. 22 máu mình giảm 70% đam. Nãy chém nhiêu đam. 15-20. Hơi nguy. Nó kể đi. Để bữa nay làm gì đó. Wow, gạt 5 đam không sao. Không xin nhơi lắm. Phản lại 2 máu. Tiếp. Này chạy vô đâm mới đau nè. Quả này mình đang mất phòng thủ nè. Dạ chọc chí mạng luôn. Đập vô. Bọc qua đây. Không vào vô 4 đam. Cứ đấy. Anh em đâu vô sực nó. Tiếp theo lần này đúng không? Minh Phương vô. Đứng đây đi nó khỏi đâm sau lưng. Rồi. Suy yếu mày luôn nè. Lũng. Mày trồ suy yếu đâm 19 máu. Có tăng nổi nó không bro? Có tăng nổi nó không vậy?
sao giống tăng không nổi lắm nha. Tiếp theo lần nào này cầm cung mà phải người vô kèm nó. Đồ anh giữ lại cho đấm cái mấy con sói vô cắn là nó chết. Ok vô cảnh ơi, da nó đấm hơi đau, thằng này đấm hơi đau, mấy này lực quá. Cảnh vô cảnh kèm này hù cảnh cắn cái hai hai máu, đáng lẽ lương phải vô trước tới tới cảnh chứ. Còn bút cái này lên thì trâu rồi. Mariki bắn này quẹo đi nếu được, hoặc là bắn này này chắc là bắt gì rồi. Này đắp nhiêu đam vậy, 18 máu à. Trời cho vô bắt gì luôn, mình bắn nhanh ra chém hai cúc 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 hồ lũng này không biết kê hay gì đây. Ờ nó chém vô mình luôn, nó chém luôn 22 máu, rất căng. Chứ sao được, anh em mà bắn này què lụp rồi mà hình như là nó đấm vô gì rồi luôn. Ồ chí mạng hết mana, không được không hay. Rồi húp cái mana cái hồi đấm vô gì á, không sao gì chém hai nó đấm vô gì cũng ổn, gì vẫn dưới được. Trời 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 thốn vậy ba cú. Ý da mình quên Yuchi nữa, đấy là Yuchi vô kèm này. Già dở, dở quên Yuchi đứng đây nữa. Chiến trường lớn quá, về sau càng lúc càng to, càng khó chơi hơn. Anton vô luôn ơi, đúng rồi, vô cắn nó đi. Cắn nó đi bro à. Cắn chết nó đi. Bây giờ sói có giáp rồi, ổn rồi. Không dễ chết như mấy sói trước đâu. Này nó đang có tới lượng nào à? Bên đây cung thì không lo, giết cái này trước nè. Cút rồi rồi, bắt này đi, bắt này bắt này, bắt cầm cung hoặc là bắt này, một trong hai này thôi. Em tên tiếp tục đóng vô bộ hát này đấm đau dữ à, đau đấy. Quân Phương chạy qua đây, đừng có để đánh Mariki, sẵn sàng dính độc luôn. Thằng này nó bữa cũng đau lắm, không giỡn được đâu. Lộn xíu rồi, xì hiếu rồi mà nó chém 20 đam, ác ma quá vậy. Tiếp theo lần này à, về mời em về với đội của anh. Lộn vô cơ mọc qua đây không được rồi, Yuchi phải tăng tăng quá này rồi, này Minh Phương thảo không đều rồi. Cảnh khổ, cảnh cảnh solo ăn này rồi, lụm vô lụm vô, còn hủ lĩnh nó nữa. Đồ anh à, luôn đi chưa, luôn chưa đi vậy. Đồ anh đánh cái là lương cắn này chết luôn á, là bắt này bắt này với này. Khoan, để quan bật giáp anh đã, cho quan bật giáp trước đi. Lộn ok, giáp bị chết, nó chém thốn lắm đó. Tiếp theo lần nào này đúng không, này đánh cảnh với cảnh nó chết luôn quá. Còn ai nữa, Mariki à, cơ Mariki đi trước đi. Này chắc bắt được hai người thôi anh em ạ, khả năng hồ chí mạng luôn. Khốn, ồ bắn nó chết luôn á. Xin ra đây cẩn biến già đậm cảnh cái cảnh của giáp hồ phơi 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 bắt bắt bắt. Ồ luôn cắn chết này, mình qua bắt này xong bắt này là đẹp. Đúng rồi, hay lắm Lương ơi, lụm vô, lụm vô. Rồi bu vô với sát thủ, bu vô với cặp tình nó đẹp rồi. Nào đi trước, mày đi trước à.
chiếu xong tới này đúng không? Tiếp tục là bật khi lên đây. Anh em mình chiêu chiêu đi. Chiêu chiêu đi. Mày quýnh quang quýnh tới sáng. Ui giờ 6 đam cũng không xin nhớ lắm. Quang điên lên rồi, quang hết giáp, quang điên lên rồi, qua bắt này cái trước khi nó chết. 72%. Mít luôn. Tạm biệt mày. Mít rồi thì tạm biệt mày thôi, mày mày không muốn vô tàu rồi, muốn chết thì hãy đi chết đi. Da đâm vô cảnh. Nguy vô cảnh. Ừ nó một máu. Nó muốn, nó suy nghĩ lại anh em, nó muốn về với đội của tôi. Vậy thì về thôi. Ui xong mình nó bắt này trước ha. Hơi phèo xíu. Bắt này trước là mình đỡ tốn miếng giáp rồi. Tàn kia nó hết tên rồi. Ồ này chắc chết luôn rồi. Trời ơi. Mày không giống kia mà không về với đội được anh em tao được rồi. Cút đi. Chi gì bên đây. Đó hang sói vô cắn nó. Lụm vô anh em ơi. Lụm vô. Không ai nữa. Tự nhiên nó đi. Đập phơi quá. Lụm vô cắn cái chết luôn. Rất mạnh nó vị trí của cảnh hút máu ra luôn. Tuyệt vời anh em à. Dao dao 13 giáp 19. Thôi quả này khỏi sửa đi, lui về. Mệt luôn à, nghỉ ngơi luôn. Ồ tù binh nhiều, tù binh nhiều. Quả này từ từ để tôi được. Không biết là đủ tài nguyên, nãy như là không đủ tài nguyên xây cái lều hả? Đúng là không đủ tài nguyên xây cái lều thiệt. Ăn đồ ăn thôi, ăn hết cái xác nó đi, cho nó nhẹ người. Gì nữa phải cho bọn tù binh ăn nữa. Phải tốn đồ ăn của tôi. Không hay xíu nào cả. Mệt ngay lúc này phải cho bọn tụi quân ăn. Có thể cho nó nhịn đó được không? Cười. Này hết lúa mì luôn rồi. Còn ăn chủ được đúng một ngày. Sao mình mà vô được tới thị trấn là có đồ ăn lại rồi. Mấy này đừng phản động nha, phản động giết á. Bạo động là cho cút luôn ấy. Thiếu sắc quá anh em à. Phải thêm cái liều nữa mới tăng thêm sức mạnh cho đội hình mình được. Cái này cái điểm mắt kinh nghiệm này, mắt mana này nó thấp quá, 6 điểm rồi. Lui về thị trấn cái, sửa giáp. Sửa giáp chảy vụ rồi qua đưa hai tù huynh là xong. Kỳ. Sửa giáp. Mua thêm ít tài ít kim loại thô. 56 vàng. Này bốn máu rồi, chắc không bốn máu tụi binh luôn nè. Đừng bốn máu tụi binh nha, không có nhu cầu nha. Ừ 20 là đẹp. Mua 6 bình này cũng đi. Không đủ tiền luôn mà. Bà này bảo ăn máu mắc quá anh em à. Bên Phương vẫn chưa lên cấp à. Cảm giác như mấy anh đợi mình lên cấp đúng chậm luôn anh em. Hàng sói cấp còn cao hơn cả mấy người này nữa. Mình vừa level 3 lâu mới level 4 được. Lâu mới mặc được cái giáp này. Giáp này 19 giáp rồi. Giáp này 19 giáp, Mariki 12, giáp này vô. Ok, dao này 13. Gì? Dao này chém lan đúng không? Rồi. Đồ quanh thì cho chơi dao chém 1 thôi mà đồ quanh muốn chơi dao chém lan được. Giáp lan mà hai thằng sát thủ cầm hơi nguy. Vô múa đập lum la đi. Dậm lum la. Feel free to come back often. Đây tôi có quà cho ông đây. Bán cho bộ bài nè. Cái giáp nè. Dao vàng nè. Cơ chưa. Rồi. Khi nào rảnh thì lên trả nhiệm vụ này. Xong. Mua thêm ít muối nữa.
tiền, quá nhiều tiền, tốn quá nhiều tiền. Chả thấy được nhiều tiền, thêm tiền đâu. Anh này được rồi, chắc qua đấm bọn Roder hút rồi là đẹp rồi anh em ạ. Ủa bọn Roder hút bên phía nào, phía đông luôn à. Qua mình gom luôn một lần luôn. Ok, gom lần hai vũ luôn. Rồi end, end video hơn anh em ạ. Thằng Minh Phương level 4, mặt hiếm giáp này ngon quá. Vì sao có ngọc gắn vô mấy cái lỗ rồi nữa thì tem mình làm mạnh hơn nữa. Để trả con này lương thực thiếu quá. Hồi nãy quên vô chợ mua thêm muối với lại bột mì nữa. Này phải câu cá rồi. Mình đang có một sắt đây, được một cái lưỡi câu đấy. Đi đi trong rừng hên xui lượm được sắt sống được. Lại giờ chuyển qua hệ thiếu đồ ăn. Đây, tôi có quà cho bà đây. The lady mayonnaise. Thanks for contributing. Tôi làm. Trời ơi. Hy da tù đầy người anh em à. Tù đầy người rồi. Lấy giờ tao phải dẫn mày đi chung mà mày ăn ba đồ ăn đó, ăn ít thôi đúng rồi, tụi binh mà ăn ít thôi. Hồi nó ăn như người thường. Gì đây? Thế thủ à. À thằng này là class đấm anh em ạ. Bọn cướp thì nó có cái nội tại này. Nên level 5 nó có cái nội tại này. Sau khi tấn công hai thằng. Cơ đỡ đi. Dẫn mày hay không được. Ừ, mình câu miếng cá rồi. Để chắc là lương thực mình ổn. Quen. Từ chế lưỡi câu chứ lộn quên. Nhầm xíu. Ok. Minh Phương. Rồi cho tù binh câu đi. Cho binh câu đi. Đó. Cho cái câu á. Phương giữ cái nghề đập đá đó. Xui đập được lên cấp cao chắc đập được nhiều đá hơn. Ok. Ngon. À, một lưỡi câu chỉ xài được 3 lần. Có thêm cá là có thêm đồ ăn. Một gì là một cục sắt được thêm 14 lương thực. Đi qua mấy cái hồ này thì có cá đây nữa nè, nhưng mà không có sắt anh em ạ. Không có sắt thì làm sao. Ở cái núi này cũng không có sắt luôn. Chuẩn bị là phải nghỉ ngơi nữa rồi, sao mà căng vậy ta. Đấm ngọn nhau bằng này cái. Thiếu lương thực quá. Gần không có đồ, không có sói, không có thúi luôn à. Thì là phải lui về một lần nữa rồi. Lui về lần nữa mua thêm đồ ăn rồi. Tắm xong ngoài lui về cái. Ủa tôi thấy cảm giác cái người đi đó tụi nó cái mình mệt lắm nha. Đừng mệt nha, đừng mệt lúc đó nha. Ừ đánh trực diện luôn, ăn bớt luôn à. Ngon. Vô. Nếu nó 8 hàng hay gì á. Mình cũng 8. Ui nó 9 luôn à. Cái what the fuck. Ui nó đông. Nhiệm vụ thì dễ lắm mà. Ui có khả năng mất người đây nha. Gì già má nó đông. Nó đông mà nó còn tụ vô một chỗ nữa. Giống là thở không đều ở đây lắm. Giống là thở không đều ở đây lắm. Nó có một thằng phó tướng không không? Một thằng tinh nhuệ không không? Mình không có đủ người để kèm nó chứ. 7-6 này lỡ sói chạy ngáo ngáo chạy vô lại bỏ mồm. Minh Phương vô tăng này đi. Minh Phương rồi. Nguy hiểm quá ta. Sói đứng ngoài đây đi. Bên nó hai cung luôn à. Ủa nguy hiểm quá gì ta.
chia vô. Khoan, bên phương tăng này thủ lĩnh nó đứng ngoài, tụi nó đứng gần nhau quá, tụi nó chia phe ra, chia ra còn đỡ, tụi nó đứng một cục vậy là chết đó anh em à. Mình đang mana mình cũng không cao nữa, là bu bu vô đi cho quan hú cái lấy mana. Nếu mà giết nhanh được thì ngon. Thì già thằng thủ lĩnh nó chạy vô luôn, rất nguy cho Minh Phương ở đây. Minh Phương tăng hăng hang này luôn, chịu gì nổ xíu nó đâm một phát hư cái giáp luôn rồi. Tiếp theo là cầm cung, nguy hiểm quá vậy. Quang vô quang vô đấm này, nó quay lưng bên kia. Khó. Giờ phải ngắt, giết thủ lĩnh trước. Ngắt mấy cái hướng này của tụi nó đã. Thủ lĩnh nó có búp cái này đúng không? Búp cái này đúng không? Giết nó. Giết thủ lĩnh trước. Hoặc là mình có thể dí vô bắn cầm cung này, không biết là bắn nó chết không. Mình xui đi. Hình như là không bắn được nó luôn nè. Gì da nguy hiểm vậy. Chí mạng họ cá đi, bờ ly không được luôn. Cút ra kia chơi. Chạy. Bỏ đứng cái bên này. Há tàn quá vậy. Tôi thấy người nguy rồi đó anh em. Bắn dính bò đó chăng. Ui da, bắn dính Minh Phương luôn. Minh Phương hi da, quả này nguy lắm á. Mày có thể nào chạy vô giết Minh Phương luôn ta. Quang chạy ra đây đi. Vô chi chạy ra đây. Ừ, mẹ đi được tới không? Đi được tới luôn, nguy hiểm quá vậy. Ha, quả này ác chiến quá. Cơ sẵn sàng dặm bảy gấu đi cứu đội luôn, chặn đường tiến quân của nó. Lộn. Quả này nguy rồi, nguy lắm á. Nó chạy qua đây. Phóng dao căng đờ quanh cứu. Hồi nãy nó chạy vô nó giết luôn rồi đó. Tấm vô Mariki. Hai con sói cứu. Hai tèm đông quá. Chị vô trước đi. Quang đi được tới đâu ta. Quang không có ạc đường này luôn á. Chị lên đây. Chị này bắt này, quang bắt này. Đồ quanh cứu rồi gỡ giao tranh ra. Mấy này di chuyển tới không vậy. Sợ hãi quá anh em à. Vẫn còn hàng nấm, hàng nấm móc đây. Mấy này chi ăn cũng hơi nhiều đam. Nó chém dính luôn rồi. Ui da, nó chém xa dữ ghê. Cách một ô mà. Hơi nguy, đông, căng, rất căng. Thứ đang rất không ổn ở đây. Ủa nào nó bắn. Nó bắn chết Minh Phương không ta. Ui da, nó yêu chi gần thở luôn. Chạy rồi rút thôi. Này, 9 người quên đếm người của nó nữa. Người quá. Ui da, để đo hai người rồi rút. Sủi. Bao phải sao kê chạy là hướng sách. Tha em anh ơi. Em sai rồi. Ha, đồng quá. Khủng hoảng quá, mình phục kích nó đánh mình vậy. Khủng hoảng. Lỗ vốn luôn quả này. Ui, nguy quá anh em ơi. Đánh bọn này không đánh không lại lắm. Sao đánh bọn Roder Hood. Niềm tin à. Trời gặp gấu luôn. Giống là vỡ mồm này lắm nha. Máu. Cứu. Cứu chơi. Not good bro à.
Cái gì có gấu đây như vậy? Nó tan. Từ sửa hết giáp đã. Mẹ không ổn anh em ơi. Chết luôn, ba con gấu luôn. Ba con gấu là có mạnh không vậy? Một, hai, ba, bốn. Này thì phục kích với chúng tôi này. Chín người đông quá. Kinh tế của mình chỉ lâu lâu chỉ trụ được một quả thua thôi. Nàng 400 máu quá được phát. Oh no. Một bát nhiêu đam. Trời ơi, một con thôi. À, cái gì vậy? Mày làm tao gung đó. Mày làm tao gung rồi đó. Căng dữ ta. Con này đi được bao xa? Ok. Ôi có khi nó đấm quan chết luôn á. Quan tăng hai con gấu này một lúc không nổi rồi. Căng dữ cho à. Mỗi thằng tăng kèm một thằng thôi. Mỗi thằng tăng kèm một thằng, mấy người này vô cắn phụ. Bình Phương kèm con này, Yuchi kèm con này, Quang kèm con này. Còn mấy người kia vô đấm phụ. Phải vô dễ dây vô Yuchi trước. Yuchi đứng bên đây đi. Dễ dây dễ hơn. Bình Phương tăng con này, Quang tăng con này. Dễ dây vô Yuchi trước. Yuchi là yếu nhất, gọi là phòng thủ yếu nhất. Con đây bắn phụ. Một con qua đây. Rồi hai con sáu này vô lụm này luôn đi. Ok. Rồi dưới này hợp lý hơn nè. Dưới đây gạt hai được nè. Này căng lắm á anh em ơi. Này nó trâu ác lắm á. Con này đứng đây vô đây cắn này đẹp hơn nè. Quan vô trước. Ủa đứng đây đâu chém hai được đâu không? À vô đây chém hai được. Mà đi kia đứng đây. Ok vô. À, nguy hiểm lắm. Đang thiếu mana ở đây chứ. 10% bị phục kích. Mà nó cho mình chơi với gấu. Ác chiến gì trời. Ok. Vô đây mà húp. Ủa sói vô đánh trước luôn à. Ôi mà đánh trước là mày chết đó. Oh no. Quên để lượt nữa. Hồ có tăng luôn. Lương sói tăng mà đúng không? Khu. Về vô. Chém mày. Tên. Nó đấm cái nhiêu mà. 7 đao ok, chắc trụ được, chắc trụ nổi. Đâu cái gì vậy? Đâu cái gì tùm lum vậy? Gì bút ghê quá. Nhìn sợ hãi. Từ để xem nó bút gì vậy. À di chuyển tăng. Descend lên. Sau khi tấn công unit sẽ execution 1. Ủa này là sao? Cái này nó giết mình luôn hả? Cái này nó giết mình luôn hả anh em? Phải vậy ta? Sau khi tấn công nó giết luôn một thằng hả? Không biết được. Cái này phải thử mới biết được. Để xem, không biết là phải... Không lẽ giết luôn. Giết luôn thì ảo quá. Chiêu làm gì có chiêu vô lý vậy? Cái gì Yuchi không đánh được luôn à? Thằng thế. Chi không được, không đánh được này. Từ để nếu như mà nó đánh cảnh căng, đánh lương căng quá thì bắn phá nó ra. Để góc bắn phá nó ra rồi cho bên này quên để coi Yuchi không vô được nè. Bỏ mồm. Qua bắn sói đi. Mang Minh Phương vô trước đi.
kẹt nữa, lại bỏ mồm ở đây. Một bát xíu nó ba tên. Ok rồi, sẽ đấm cái kiểu nhẹ nha, nhẹ nhẹ nha, nhẹ thôi, 11 máu, nhẹ vậy là năm cái là đi á, nhẹ vậy là 5 cái là đi á. Rồi đứng kế bên này đi, đứng kế bên này là bao giây đó đúng không, giết này trước đi. Ok hàng tên lấy mana chạy vô cứu cứu tôi. Ừ, 31 đam đúng rồi, dí nó ba đồ quanh quá này không chạy vô được, đồ quanh đứng này không chạy vô được đâu rồi. Nguy hiểm quá vậy, tên tôi bị ao hai thằng anh em à, chịu quanh chạy qua đây coi, cứu qua cứu lại, cứu tem, cứu người. Không biết quả này phải đấm chết quang đúng không ta, không biết được cái đòn này phải dịch lại cái relay lạc này anh em à. Cố thôi, cố giết nó nhanh nhất có thể rồi. Ok, 366 đam độc đang rất nhiều. Bắt được luôn à? Ôi bắt được luôn nè, 54%. Con này ăn nhiều không giờ? Con này ăn nhiều vậy? Ăn 12 luôn à? Nuôi mày tao cũng hơi tốt, nhưng mà cảm giác mày tăng hơi ghê. Từ bắn chết con chứ đi, nếu muốn bắt con này hoặc là bắt con chính giữa cũng được. Ừ, chí mạng bắn thêm cái nữa, lộn vô bắt con chính giữa này, bu vô giết này luôn đi. Con chính giữa là hiện tại thì đang trong nhất đúng không? Ừ đó, ăn xó cái dí vô đóng nó, hú lên vô, chạy qua đây mà bao giây nó chém nó, đừng có execution gì đây nha. Iya 22 máu, Iya có tăng nổ không vậy? Iya đấm gì ba cái vậy, đấm vậy Minh Phương chịu không nổi, đấm ác dữ ghê. Mày có lẽ tên sao sẽ giết nó rồi, con này không biết là nó bắt một con không. Đang khá là thiếu máu đây. Cái gì đây? Fury à, ok. Này chắc là giải dây quá. Đấm cái đi. Rồi chạy đi. Này giải dây chạy được rồi. Nguy quá. Uya đấm luôn. Đấm nhẹ nhẹ nha. Uya đấm chết luôn. À, nhẹ dữ chưa. Uya luôn đi rồi anh em à. Vậy là nhẹ dữ chưa? Sao rồi đi tiếp một con bên đây? Ờ, con đây đánh vô quang, ok. Khó. Thì chắc không bắt được con nào á. Bắt được con dưới giữa này. Mà nếu giờ đồ quanh mà vô quýnh con này là ai... Ai cứu Minh Phương đây ta? Không được, phải liều thử bắt này coi. 59%. Dê. Yeah. Ồ, lụm. Hay quá, được cứu rồi. Ba con gấu luôn, căng quá. Chịu nổi không trời, chắc chịu nổi á. Để một mana ở đây đi. Mana ở đây để có cái gì đó để deal down bên đây cái. Hoặc là cứu Minh Phương. Ok. Gì nãy đấm ba cái mà đấm kinh quá. Ui da, đấm ba cái. Đấm này vậy nãy làm gì, lương thở cũng đều ở đây. Berserker luôn, anh điên luôn, không máu à. Ủa nó gần chết luôn hay gì vậy? Bắt nó nữa, quả này bắt chăm luôn nè. Thôi giết đi một con thôi. Một con thôi, nuôi hết tốn cơm quá.
cút. Ồ, sĩ khí tăng cao. Sĩ khí tăng cao. Quay lụm mày luôn đi. Mày cán chết luôn nè. Không cho mày vô đội. Phải giết mày thôi. Đờ oanh. Giết nó nhanh lên. Lụm. Minh Phương đánh à. Mày di di vô được không à. Qua vô gặt nhẹ nó cái. Nó dậy luôn. Ừ. Mày láo mày. Vậy mình mất một sói cây chứ. Ồ đập 53 máu kinh gì. À đấm nó xuống không máu thì nó bật chế độ điên lên. Điên như chả điên rồi, điên như chả điên. Mình mất một sói mình lấy làm con cống cũng ok. Cái giá này cũng chả cũng hợp lý lắm. Ồ thịt về, thịt về. Giải quyết được vấn đề đồ ăn rồi. Lương đi rồi. Lương đi nhưng mà chúng ta có con gấu đây ok cũng được. Đồ anh muốn nói gì à? Đồ anh đang ngồi than vãn liệu chúng ta có sống sót những chương trình sau không, tăng lương cho đồ anh. Giảm mana, yêu cầu một mana. Siêu ly à. Sau khi chuyển qua lo phòng cái này không được, chỉ có cái chính giữa là ok nhất. Ok. Thôi chắc tập này tới đây anh em à. Mục đích của chúng ta là đánh cái bọn ở đây có ma luôn rồi. Bọn gì? Bọn ra đồ hút mà tôi thấy là thấy không ra đồ hút nổi với bọn này. Không quýnh được tụi nó. Bị chặn bọn chính này xong rồi bị con gấu đánh nữa. Căng quá. Vô đây gõ miếng sắt đi rồi lụa rồi có đánh nhau luôn rồi. Thôi, hết dám lo chuyện bao đồng. Giờ nghỉ ngơi cái. Ở đây kho này không có sắt à. Cái hang này không có sắt à. Cơ cái hang này không có sắt. Vậy là phải đánh chiếm khu mỏ bên kia rồi. Rồi tụi mày đánh nhau đi nha. Tao không quan tâm. Giờ mình phải nuôi thằng khứa này nữa. Đủ nó đi được không giờ? Được cho ăn, được cho ăn ngon hả? Tao không muốn nuôi mày nữa đâu. Nuôi mày tốn cơm quá. Đủ được không ta? Không mà nuôi nó có tốn 3 đồ ăn mà lát nữa mình lấy được thêm đồ ăn chắc cũng ok. À lấy được, bán nó lấy tiền được 75 vàng cũng ok. Được, để làm sao quả này đánh xong cái này tôi là quên kia coi cái chỗ tù binh nó đủ người chưa. Nó thiếu người chưa cho con này vô lấy tiền cái. Quả này đi không hoàn thành được nhiệm vụ nào, thấy mất thêm đóng tiền, mất thêm đóng gọi là mua sửa vũ khí bò máu này hơi khoai. I can also repair your armor. A few dents here. Đóng này đi. Lỗ rồi anh em à. Đây hồng máu cái. My concoctions can heal the most there. I hope you will be more careful next time. Nên mua thêm mấy máu. Rồi, đồ ăn nữa, vấn đề đồ ăn. Ui da căng quá ta, làm sao đi kiếm thêm tiền đây ta. Gấu à, gấu có chiêu gì vậy? Nếu như mà có một thằng lúc đợi của mình mà nó nghỉ cái bên con gấu thì thằng đó nó sẽ tăng thêm một à đù nghĩ nói chung là cho mấy ngày ngồi xung quanh con gấu là sẽ tăng thêm một mana. Chỉ giới hạn một thằng mỗi con gấu thôi. Đồ. Ai muốn chơi với gấu à? Này là gì? For target. À ép thằng khác nó quýnh con gấu. Và thằng đó nó sẽ nhận thêm 30% đam. Ủa cái này cũng tăng ác cái chứ, nhưng mà phải tốn một mana. Có lẽ là nâng cái này đi, chứ mình vuốt lông gấu thì lại không hay. King of the Forest, vua của khu rừng. Đam cộng thêm 50%. Nếu mà chiến đấu trong rừng thì đam sẽ cộng 50%. Có khả năng bắt cá khi mà cho khi mà đi gần sông mà. Cái này là bắt cá khi đi gần sông mà. Cái này là cộng 500 đam. Thôi gấu, gấu combat mà anh em. Gấu đâu phải gấu, gấu để gọi là vút lông hay là để bắt cá đâu. Tôi đâu cần một con gấu như vậy.
gấu này gì 400 máu à, 332 máu mà tăng ác, tăng kinh hơn mấy thằng sói. Còn có chiêu này nữa, chiêu khích lệ. Ồ, mà con này bao mana hơi ghê nha. Mana này là mana của mana xài chung đúng không, mà mình đâu điều khiển được nó đâu. Nếu như mình không điều khiển nó có tự chơi mấy chiêu này, mà nó tự chơi mấy chiêu này mình tốn mana. Khi mà chết nè thì sẽ tăng berserker. Khi nào vô đét đo là con này tăng lên, điên lên. Ngon ấy chứ. Thôi mình lấy này để khiêu khích đi. Để hướng dẫn lấy cái khiêu khích. Thứ hai là đánh trong gần cộng 50 chậm đam. Kinh lấy. Gấu này gấu chiến, ai lại nuôi gấu để bắt cá nè em. Cơ đỡ gấu đi. Để tôi xem qua cái khu bên kia coi có trả nuôi thằng tù binh được không. Quả này chuẩn bị trả lương nữa nè. Chuẩn bị là tôi thấy căng căng rồi. Cái việc mà không có tiền là chuẩn bị tới rồi đó. Nhiệm vụ thì không làm được. Nhiệm vụ này dễ hả? Quá được, nhiệm vụ chính thằng. Nó dây quýnh như con chó luôn. Dễ dữ chưa? Này chắc qua đấm tụi ra là hút được rồi. Qua đấm tụi ra là hút đi. Ồ, 83 điểm châu bò luôn à. Kinh dị quá. Này phải nâng thêm cái điểm nhanh nhẹn cho nó, để cho nó vô nó kèm người. Ok, mình nâng thêm xì chen nữa là đẹp. Đấy. Đó. Chầu ác ở chư, 340 máu. Mà ăn hơi nhiều nha. Ăn 12 luôn. Ừ, ăn nhiều hơn sói có 4 đồ ăn nhiều. Đồ ăn trụ được thêm 1 ngày nữa. Từ trả tụ binh rồi đó. Trả tụ binh này kiếm thêm miếng tiền đó. Trả lương rồi, đồ ăn giống bị thiếu rồi, căng quá. Ok, như thấy nhà tù giống trống rồi. Tốt kiếm tiền. Mấy thằng, chính thằng từ từ đi, chính thằng tôi sẽ báo hụt sau. Có sắt đây luôn nè, có sắt là có đồ ăn. Có sắt là có đồ ăn. Tập này thêm thêm có người cảm giác khổ. Ê, có thịt gấu rang muối không? Rồi để học công thức coi. Không có. Gấu là một cái gì đó hiếm hiếm mà không có thịt gấu rang muối à. Có cá muối nè. Cá muối mà không có gấu muối à. Học cái này, ù, mình cũng có thể giải quyết vấn đề lương thực này. Mình có thể sử dụng nhựa cây để có thêm đồ ăn đây. Tăng thêm vui vẻ luôn. Bỏ máp ấy nhờ. Này đi. Ồ, cái này cứu được mình á. Hay quá. Ngày xưa đâu có cái này đâu anh em, tôi đâu biết đâu. Giờ tiên có cái nhựa cây này hợp lý, giờ resin này. Qua wow, được cứu rồi. 20 lần nó. Ồ, nó đã. Thịt gấu này thì chưa nấu được món gì, có lẽ để thịt gấu từ. Trả lương luôn. Cứu anh em ơi. Ok. Hai trăm bảy mươi đủ trả lương thêm lần nữa. Chưa tính với gọi là chi phí chiến tranh, chi phí gọi là sửa vũ khí là bốn máu nữa. Mình mà thua thêm một round nữa là bốn mồm. Tự bắt cá đây cái. Chế thêm cái lưỡi câu đó. Một cục sắt là thêm 12 đồ ăn mà. Ăn trụ được thêm một lần nghỉ ngơi nữa. Minh Phương đi. Tàn thế nhờ. Phải câu thành công, phải câu thành công. Ghê. Hai con rồi.
Oh yeah. Chúng ta sẽ sống chứ. Bên đây lên đấm một roller hút cái. Bọn này từ từ, bọn này chính hàng đông quá. Giờ mình không phải nào thua thêm một trận nữa em ạ. Tại tài nguyên của mình không đủ để mình cho mình thua thêm một trận nữa. Bọn này thì chắc có lẽ mình ban được đấy. Ban này xong vô rừng coi kiếm có đồ ăn không. Mày có nhiêu thằng? Hình như đông hơn nãy à. Hai. Đông hơn tập trước hay gì. 2, 4, 6, 7 7 thằng bằng mình. À nó không đông hơn tập bằng gì. Đông hơn tập trước nên mà nó vẫn vậy. Ít nhất là đỡ hơn 9 thằng. Áp đảo quân số mà nó còn áp đảo vũ khí nữa là căng rồi. Bọn này đứng về là ok nè. Nhưng mà mình không bắt tụi nó. Giết luôn giờ là giết. Giết 4 này trước đi. 3 này đỡ từ. Giết 4 này trước. Cơ hàng tăng của mình bu vô đây. Xong rồi họ sẽ khủ bu vô chém chứ sao. Nào đẹp. Tăng rồi. Yuki. Còn người nữa đâu. Moriki. Moriki dắt kèm đường này nè. Này bắn quàng này là lụm nè. Này di chuyển được sao. Bắn quàng này này di chuyển cũng tới rồi. Lụm tiền đó. Hai này đi đi chung một lúc luôn à. Nhưng mà mình dí được vô nó không đã. Là dí đường này. Minh Phương dí đường thủ lĩnh nè. Ý da Minh Phương cảm giác bắt không được nào. Cơ Minh Phương bắt phó tướng. Quang bắt thủ lĩnh của nó. Chiêu chi bắt này. Rồi bia bắt này. Hai sát thủ vô được không vậy. Cơ vô được. Rồi lụm. Xử lẹo này thôi. Nào đi trước giờ. Này đúng không. Ok. Mình hình như không có được. Ừ có 2 điểm mana ở đây. Vô. Một con cút. Gì đây. Lính nó hơi tinh nhạy. Khi mà unit có cái revari thì tụi nó sẽ cái gì đó. Điều 50% đam với mấy thằng đang đánh nhau không. À rồi ok ok. Không gì hết. Tao xíu mày là giảm 50% đam. Là nó sẽ điều được 100% đam hả. Sợ quá vậy. Từ giờ này không có mana để gọi là hao phí nữa mà. Tỉnh đi. Tiếp theo lần này đúng không. Thằng này gấu vô. Lỡ giờ mà mình cho Yuki vô trước thì nó bắt. Nó bắt được. Hai này đi chung một lúc luôn à. Này có nào dí vô đấm Minh Phương luôn ta. Ủa. Ui nó sai sai ở đây rồi. À đồ đứng đây cái quang vốn được luôn à. Quang vốn được tới đây luôn à. Oh no, not good cho Minh Phương rồi. Dạ quang chạy qua đây đi dụ mấy này qua đấm quang cái. Ây da, vỡ mồm. Bởi cái bạch. Dạ cố lực, ui da, ui da, 4 cái, ui da, 5 sao. Ui da, đấm ghê. Chết Minh Phương ca. Ồ nó dí dí vô chém gấu. Hay mày. Hai mày, tao thích mày, tao thích mày. Được, hảo hán. Hảo hán lắm. Giờ sao. Thằng nào tới đường này đi đúng không. Chi vô chém luôn đi. Ok. Rồi, thằng này nguy nè, này nguy cho Minh Phương nè. Này đấm nhiêu đam, 40 đam luôn á. Ác ma vậy. Chi với quang làm quà rồi. Chọn vô quang. Nguy hiểm như ta. Này xong tới thằng này. À thằng này đi sau cùng. Có khi xói vô bắt này được. Hoặc là cho Di vô luôn. Mà nó bủa một cái 40 đam. Không biết Di chịu nổi đâu. Không chịu nổi thì cũng phải chịu nổi đi. Chọn con dao đi. Quả sao giết thủ lĩnh của nó. Rồi. Ừ đúng rồi, Mariki vũ cái này cái. Dí Mariki đi. Tiếp theo là đợi 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 quanh sau đã.
Thằng này nó muốn hái nó muốn dí tôi nè. Để tôi phá cái này cái. Thằng này bắt được Mariki không? Không biết. Gì? Mình lên. Bắn nó. Cười. Cút ra thằng kia. Mariki giữ mày được. Chạy qua đây. Khoan nha, có bắt được nữa. Ok. Chạy qua đây. Dí tao nè. Ó, mà chiêu quân vậy dễ quá rồi. Nãy bộ kia nó bu vô. Chính hàng mà còn bu vô thì chịu. Chỉ có chết thôi mà ru à. Đất đi. Dí vô nè, ừ, đấm nó. Ừ. Nãy mày giết tụi này lẹ lên. Giết này lẹ lên. Dạ. Nguy hiểm như vậy. Nguy hiểm dữ vậy qua. Nguy hiểm dữ vậy qua. Thành tôm đi. Nó nắm vô vị trí của Duy hơi phơi một xíu. Nó căng. Một bát. Mày đang búp hả? Búp hả? Ừ, bát giống như nãy. Mày bát lương vậy á. Bát mạnh vô. Vô thằng này đi trước à. Thằng đi trước nãy nó đấm hơi ác nha anh em. Nãy nó đấm hơi ác á. Quả này đồ anh không biết giết được nó không. 12, 15. Ờ giết được, giết được. Lòng có số. Ờ không, đang có 0% phòng thủ. Giết được. Ù quả này. Lộn vô. Giải tán. Bây giờ quăng cao lên xíu dính này là ngon rồi. Là ba thằng rồi. Cúm. Ủa Minh Phương một bát vô mặt. Cái chì. Cái gậy gỗ này lật 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 lật. Tiếp tiếp tiếp. Khoan để xem bọn này. Rồi quanh qua đây đi dụ dụ nó. Không dí tới đúng không. Thằng này sao. Không dí tới. Thằng này sao. Không dí tới. Ok đồ quanh đứng đây. Tiếp theo là thằng này. Tới nào. Này đúng không? Này dưới này đúng không? Này vô được hay gì rồi nè? Này chưa vô được. Này sao? Chưa vô được luôn. Này sao? Khó chịu, khó chịu, tem nó khó chịu. Để xíu. Mấy thằng này bị con gấu đập chết rồi. Chơi đi. Quang sao? Quang có khích lệ tinh thần được không? Hôm qua Minh Phương kèm này cái. Ồ nhất đây nè. Nhìn đây mới hú lên em. Lộn. Mana lên. Thế trận vẫn là của chúng ta. Ok. Coi như là hôm nay cũng đã hoàn thành được mục đích rồi. Đánh được bọn Brother Hook. Bọn chính hàng kia tập sao. Chém 2 rồi. Ây da, chém 2. Không sao. Ồ đúng là con gấu nếu mình không điều khiển nó không tự xài mấy chiêu này nè mà. Nó không có tự xài mấy chiêu này. Khó đấy. Thằng này à. Thằng này để Mariki lên rỉa nó xíu nữa. Khỏi cho nó di chuyển luôn. Cút. Chạy thôi. Chạy đi không này bắt được lại phải không. Chạy. Ok. Rồi sao. Hãng khó chịu rồi, đồ quanh với Mariki dụ quan này chạy vòng vòng vòng, khó chịu, khó chịu. Thì là team nó có ba người quýnh viên đá bên đây luôn. 7 người chứ, 4 người. Tiếp theo là mày. Rồi mày biết số phận của mày đó. Cút. Lộn. Chạy qua cắt cỏ kia được, đồ luôn nè. Thì già đá dữ ta. Đã 5-7 đam luôn đó. Enten. Lùi lại xíu Enten. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lộng vô, lộng vô. Chém chết luôn ạ. Sao thiếu đam, thiếu đam. Quả này như nãy quan chưa hổ bát vô cái nhỏ chết luôn. Đã. Ủa, con gấu đã quá này.
tay quang hú chứ đi. Không lấy mana cái xong qua này, tụi nó dí đầu anh. Ôi, tao mới là đó hủ tụi mày nè. Vô đây mà húp. Ok. Thằng này có biết né động vậy. Cái này vô chì quá anh em à, tiện chạy vô đập chi mất máu vậy. Thằng này, thằng này để Minh Phương kẹp nó. Ok. Tao là đối thủ của mày nè, vô đây mà húp. Này để Mariki, Mariki gọi là cho nó đó luôn. Mariki di chuyển nó đâu. Ok. Mariki đi lên đây. Mariki hải diều này tới chết. Cú hải diều tới chết. Này mà cái chạy mà có thêm bắt được thêm người tướng mắt này để lấy tiền nữa mà chắc lúc mình quay lại chắc cũng được thêm một người đó. Để tôi xem. Ủa, đấm Minh Phương gần chết luôn rồi. Bắt này đi. Đang rất cay Mariki, rất khó chịu. Gì vô tới được không? Gì phải đợi rồi. Yuchi chi qua đây đứng. Chị quay đứng đi. Ok. Chém quang 12 máu luôn. Kinh đấy. Kinh. Vô. Lụi vô mày một dao nè. Tách tụi nó ra đi. Tách nó ra cũng là rầu. Tách nó ra đi hơi được miếng máu. Lụng. Ok. Vào lại vị trí. Đó, hack mana cực mạnh. Đó. Cảnh vô. Cảnh cắn vô cái này muốn chết luôn. Hú lên. Tính ra cảnh gì đỡ được một đòn mà mặc dù có cái chiêu này nãy kia nó đấm giống gấu đấm bao phát. Chịu không nổi. Thằng kia đấm 6 phát cũng vậy, chịu không nổi. Anh bia vô. Anh bia làm gì vậy? Anh bia bật chạy nhanh. Anh bia chạy cực ghê. Tính bắt này mà anh bi cho nó cút luôn rồi. Khổ. Anh bi hủy diệt quá. Sĩ khí tăng cao. Cái là cái đó gọi là trong cái xui vẫn có cái hên đó anh em à. Nãy mình thua bọn kia mình chạy vô rừng mình bị con gấu kích cũng là cái gọi là cái hên đấy. Mà vấn đề mình là lương thực cho nó hơi căng cho nó xíu. Được này luôn à, 100% mà xích cái cổ lại. Ok, qua đấm mày đi. Suy yếu mày luôn nè à. Lộn mày. Di vô được chưa? Ồ, dọn đường cho Di vô luôn, cắt nhẹ cái đầu luôn. Cút đấy. Cho xin cái khiên với lại cái kiếm của mày là được. Cái này game này lút đồ cũng hơi chán. Đánh quá rồi đánh. Trời ơi, có cái này khởi hai tay luôn. Giáp nặng luôn. Giáp thường. Bán cây chì nên tôi mấy thằng tăng tôi không chơi vũ khí hai tay nữa mà. Vì sao sẽ có mấy thằng đánh hai tay đó nhiều giờ thì không. Lùi thôi. Đi về phía nhà tù đi. Rider hút. Ok, mình đã hoàn thành được mục đích của tập này. Tập sau là mục đích tập sau là đập mấy chín thằng nè. Chín nè. Ui, hết hồn. Hoàng, mấy thằng cảnh binh núp trong rừng. Nó lâu nó cứ vậy. Mình ám sát tụi nó được luôn à. Ôi, đừng quýnh mấy nó làm gì. Gây sự với chính quyền á, vỡ mơ mà. Ồ, nạp đường này luôn nè. Nhà tù phun cái gì vậy? Không mò ba thằng nè. Ok, giữ cái này xíu không được, lát quay lại. Mình không có giao cho mấy cảnh binh được ha. Kiểu nó không có cho mình lợi dụng nó để mình hắt tiền anh em.
Game khủng khó vãi à. Ờ sẵn đi qua đào coi đào được mấy cục sắt không? Không biết mấy cục sắt hồi chưa. Ok nghỉ ngơi luôn đi. Lương thực 70 trụ được thêm ngày nữa. Mày phải vô vét hết lương thực trong chợ rồi. Hết mấy con cá đi. Ok. Vét hết mấy lương thực trong chợ luôn. Chim máu Mariki cải thiện mối quan hệ. Minh Phương muốn gì, muốn nói gì. Đồ ăn có vấn đề. Căn nghệ trừ 4 mana đi. Đó, trừ hết mana luôn đi. Ý kiến đồ ăn à. Chắc đồ ăn quen nấu dở quá hay gì rồi. Sắt. Tao cần sắt, không có sắt à. Giờ mấy cái này tài nguyên, mấy cái tài nguyên này hồi lâu quá đây mày. Chịu không nổi game này, đi lên đi xuống, tốn thời gian, tốn lương thực. Mà không có gì hết. Khú. Cái đó đúng là chỉ nên đi ngang qua mới lụm thôi. Căng dữ ta. Liên thực mình cần là 50 để một lần à. Căng rồi đó anh em à. Giờ mình thêm 2 miệng ăn, 3 miệng ăn à. Này chả em vụ xong vô vét cái lương thực ở trong chợ thôi. Might she be looking for work? Here is your reward. Cười phía đông nè. Đừng cho đánh chính hàng nha. Họ thấy hơi căng rồi đó. Hồi tụi nó đứng chung chỗ luôn. Mình giờ đang có nhiều 8 con. Sử giáp cái. Ok tập sau hơi căng đó anh em tập sau. Sao mà lùa được hai băng đảng đó, không biết cái băng mới nhiệm vụ mới nhận là bao nhiêu thằng. Hơi nguy. Sử vũ khí cái. 400 mấy tiền này vô vét hết đồ ăn trong chợ đi. I can also sell cái này năm mấy vậy. Nothing more. Ừ, bán cái cây chì này. Bán cây chì thì cũng gom được khá khá nè. Ôi ngon ngon ngon. 96 vàng. Tuyệt vời. Mua thêm mấy cái sửa khi sửa vũ khí. Rồi. Chữa bệnh. My concoctions can heal the most grievous injuries. Chen giảm giá. Mình không đủ kinh tế để gọi là ham vui với cái đó. Mấy cái đó sức mạnh nhưng mà không đủ kinh tế để ham vui. Giờ để xem coi bán được mấy cái giáp này thì bán luôn đi. Này medium mà. Medium cho Yuchi. Giáp này mất chí mạng nhưng mà trâu hơn xíu nữa đúng rồi. Yuchi đang cần trâu á. Món này trâu hơn nè. Cười bán cái này. Bán cái này Heavy Armor Minh Phương 12, 18, 16, 28. Hai di chuyển mặc cái này đi. Không đủ cấp mà. Cái này cũng không đủ luôn. Bán áo giáp này đúng không? Medium. Đồ quanh. Đồ quanh chỉ mặc Light Armor thôi. Mariki sao? Vậy luôn bán cái medium này. Ba người này mặc medium, hai này mặc heavy, này mặc ba này mặc light, hai này mặc heavy. Yuchi cũng có mình Yuchi mặc medium mà. Nếu mà medium Yuchi mặc không được thì bán thôi. Cái này trông nhất mong bán hai này. Cái áo này, áo heavy này để lại cho Minh Phương. Ok. Rồi. Gom được thêm miếng tiền nữa anh em ơi. Dạ. Cũng đỡ khổ. Bán này cũng được 5 mấy vàng à. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a skilled blacksmith. Thương chắc bán luôn quá. Khổ quá tôi bán cái thương luôn á. Tôi mà thấy khổ quá tôi bán luôn. Vô chợ vét đồ ăn cái. Khổ cực quá rồi. Giảm giá giùm đi. No. Có giảm giá không? Mua cái này. Từ phải trụ được đồ ăn phải trụ được 3 ngày đó. Trụ được 3 ngày cũng hơi nguy. 10. Này,
mới trụ được có ngày, cho tầm 150 lương thực mới trụ được 3 ngày. Này phải có gà rang muối rồi, gà rang muối gì đó bla bla vô. Sói cũng chả có, thịt heo cũng chả có. Nghèo đói quá đây mà. Nghèo đói cực mạnh. Thì phải học cái này thôi. Those refugees. Muốn cái này đợi chờ thời thêm một điểm hiểu, thêm điểm hiểu biết nữa, phải làm gì đó để thêm điểm hiểu biết hồi đó sao tính. Ok, video cũng dài đúng rồi anh em ạ. Ok, em đi hôm nay video tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em của video sau. Sao có lẽ căng đấy, mình muốn quýnh lại chính cái thằng kia là cũng hơi khó, game cũng là khó lên đó. Ok, tạm biệt anh em.